đối với bà con tại Hòn Tre, hình ảnh này chắc chắn là kỷ niệm không thể nào quên. Năm 2015, công trình đường dây 110 kV dẫn hành cấp điện áp 22 kV được khánh thành. Đây là đường dây trên không vượt biển đầu tiên được thực hiện tại phía Nam. Có điện gì đây là phấn khởi dữ lắm, ở đây ai cũng vậy, bà con đây ai cũng vậy. Bữa mà bật điện lên thấy trời nó vui mà nó hòa reo dữ lắm mà. Cùng với Hòn Tre, điện về đã đánh thức tiềm năng du lịch của Hòn Sơn. Hiện trung bình mỗi năm, xã đảo này đón hơn 550.000 lượt khách. Bên cạnh đó, hệ thống y tế được đầu tư nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nếu mà không có máy siêu âm thì mình nghi ngờ đủ thứ, bắt buộc mình phải cho người ta đi. Chẳng hạn nghi ngờ gục thừa hay là gì đó, nhưng bây giờ có máy siêu âm thì có thể mình phát hiện ngay từ ở đây. Nếu mà có bị bệnh gục thừa thì mình chuyển người ta đi kịp thời. Đảo xa được thắp sáng, về sản xuất kinh doanh của bà con cũng dễ dàng hơn. Cuối năm 2017, cơ sở nước đá của anh Vũ bắt đầu hoạt động. Hiện mỗi ngày, nơi đây cung cấp hơn 5 tấn nước đá cho người dân trên đảo. Đối với anh, cuộc sống hôm nay như một giấc mơ. Quan trọng nhất là cái điện. Nói chung là về đây là có điện mới làm được cái này, chứ còn cái kêu phục vụ thường máy đèn này rất là tốn kém. Chỉ trong 4 năm qua, ngành điện Việt Nam đã huy động hơn 2.200 tỷ đồng để đầu tư công trình đường dây vượt biển trên không 220 kV dài nhất khu vực Đông Nam Á, cấp điện lâu dài cho thành phố Phú Quốc, nâng cao khả năng cấp điện cho đảo Ngọc